bí ẩn sự ra đi ở tuổi 20 của vợ chế linh, dòng thư tuyệt mệnh hé lộ sự thật khiến nam danh ca ám ảnh mãi về sau sự ra đi đột ngột của Thúy Hằng là cú sốc lớn với chế linh, dòng tuyệt mệnh cô để lại khiến ông ám ảnh mãi về sau. Chế Linh là nghệ sĩ đào hoa bậc nhất làng nhạc vàng Việt Nam. Ông trải qua bốn đời vợ, có đến 14 người con và vô số người cháu. Trong số những cuộc hôn nhân đó, người vợ thứ ba của Chế Linh vẫn khiến dư luận tò mò nhiều nhất lý do cũng bởi sự ra đi đột ngột của cô ở tuổi 20 và những câu chuyện có liên quan. Vợ ba của chế Linh tên là Thúy Hằng, một cô gái nam định xinh đẹp, hiền lành. Năm 17 tuổi Thúy Hằng gặp chế Linh, khi đó nam danh ca đã trải qua hai cuộc hôn nhân đổ vỡ và cũng khá nổi tiếng. Vẻ phong trần, lãng tử của ông nhanh chóng đốn gục cô gái trẻ chỉ mới chập chững vào đời. Sau một thời gian hẹn hò, chế Linh đến nhà Thúy Hằng hỏi cưới nhưng cả ba lần đều không được. Bố mẹ nhà gái không ưng đời tư quá nhiều tai tiếng của ông cực chẳng đã chế linh lên kế hoạch bắt cóc người yêu khiến gia đình thúy hằng nháo nhào hai tuần không tìm được con gái họ định kiện ra tòa thì chế linh mới chịu đưa thúy hằng về xin cưới lúc này gia đình thúy hằng chấp nhận và cho phép họ làm đám cưới nên duyên xong thúy hằng trở thành hậu phương cho chế linh an tâm đi diễn cô sinh được hai người con và dồn toàn bộ thời gian để chăm con quản việc nhà thế nhưng chỉ sau ba năm kết hôn thúy hằng bất ngờ uống thuốc quên mình cả sài gòn khi đó chấn động đồn thổi rất nhiều trước sự ra đi đột ngột của cô gái 20 tuổi này. Mãi về sau chế linh mới tâm sự về cú sốc năm đó. Ông cho biết, Thúy Hằng bị suyễn nên sức khỏe không tốt. Mỗi lần vợ lên cơn nam danh ca lại phải hủy hết các sâu để ở nhà chăm sóc cô. Nhưng năm đó ông tham gia giải kim khánh, thường phải đi sớm về khuya nên không có thời gian ở nhà nhiều. Một lần nọ chế linh về nhà muộn, thấy vợ vẫn phần cơm cho mình nhưng vì mệt quá đã đi ngủ. Nào ngờ khi ông và các con ngủ say, Thúy Hằng đã âm thầm rời khỏi nhà, thuê phòng nghỉ và uống thuốc ra đi. Mãi đến 11 giờ sáng hôm sau Chế Linh và mọi người mới biết chuyện, khi đưa Thúy Hằng vào cấp cứu thì không còn kịp, cô đã ra đi mãi mãi ở tuổi 20. Đang nói, trước khi mất Thúy Hằng còn để lại một tờ giấy ghi dòng thư tuyệt mạnh cho Chế Linh, em ra đi để anh còn mãi trong tim em và em cũng còn mãi trong tim anh. Cho đến tận bây giờ đây vẫn là câu nói gây ám ảnh, đeo bám Chế Linh mãi. Nam danh ca cho rằng vì bệnh duyễn nên vợ mình không còn tinh táo, cô sợ chồng vì dành thời gian chăm sóc mình mà sao nhãng sự nghiệp. Một số ý kiến lại cho rằng chế linh là nguyên nhân khiến vợ nghĩ quẩn. Lý do là gì chắc cũng chỉ có người trong cuộc mới hiểu, chỉ biết rằng sau khi Thúy Hằng ra đi, chế linh ở vậy nuôi con, ông trở nên trầm lặng hơn, không còn quan tâm đến những bóng hồng khác. Giọng hát của nam danh ca cũng trở nên u sầu đến lạ, đang nói, trước khi mất Thúy Hằng còn để lại một tờ giấy ghi dòng thư tuyệt mệnh cho chế linh, em ra đi để anh còn mãi trong tim em và em cũng còn mãi trong tim anh cho đến tận bây giờ đây vẫn là câu nói gây ám ảnh, đeo bám chế linh mãi. Nam danh ca cho rằng vì bệnh duyễn nên vợ mình không còn tinh táo, cô sợ chồng vì dành thời gian chăm sóc mình mà sao nhãng sự nghiệp. Một số ý kiến lại cho rằng chế linh là nguyên nhân khiến vợ nghĩ quẩn, lý do là gì chắc cũng chỉ có người trong cuộc mới hiểu, chỉ biết rằng sau khi Thúy Hằng ra đi, chế linh ở vậy nuôi con, ông trở nên trầm lặng hơn, không còn quan tâm đến những bóng hồng khác, giọng hát của nam danh ca cũng trở nên u sầu đến lạ. Danh ca chế Linh từng có ba đời vợ trước khi đến với người phụ nữ hiện tại, tuy nhiên suốt 46 năm qua bà chưa từng biết khen tuông, luôn một lòng với chồng. Danh ca chế Linh sinh năm 1942, được người nghe nhạc nhiều thế hệ biết đến thông qua những ca khúc nhạc vàng. Ở tuổi gần 80, ông vẫn được khán giả yêu mến nhờ giọng hát mùi mẫn đặc trưng, dễ đi vào lòng người. Loạt bài hát mang đậm dấu ấn của nam danh ca như mùa xuân của mẹ, qua trinh nữ, đoạn buồn cho tôi, 10 năm tình cũ đều trở thành các nhạc phẩm bất hủ. Cho đến nay, những đêm diễn trong và ngoài nước của Chế Linh vẫn thu hút được sự quan tâm của rất nhiều khán giả. Chế Linh là một trong những giọng ca hàng đầu của dòng nhạc vàng từ thập niên 1960. Bên cạnh sự nghiệp âm nhạc thành công, đường tình duyên của Chế Linh cũng vô cùng đặc biệt. Ông có bốn đời vợ, 14 con, khi mới 21 tuổi, Chế Linh lấy người vợ đầu tiên. Sau khi có với nhau năm người con, họ ly hôn, tiếp sau đó, danh ca kết hôn với em gái của vợ cũ, gây ra nhiều ý kiến trái chiều trong dư luận chia sẻ về mối tình này chế linh nói mọi người cho rằng đây là chuyện hy hữu nhưng xét theo quy luật tình cảm tôi thấy bình thường tôi sống chung với gia đình vợ cả gặp gỡ với người em nhiều nên tình cảm đã nảy sinh từ sự gần gũi khi xảy ra những chuyện không hiểu nhau với người vợ đầu tôi có em gái vợ là người chia sẻ và chúng tôi yêu nhau dù từng cùng vượt qua những rào cản khắt khe từ nhiều phía cuộc hôn nhân thứ hai của chế linh vẫn kết thúc chỉ sau ba năm gắn bó nói về hai lần đổ vỡ danh ca không tiếc nuối mà cho rằng mọi chuyện là tùy duyên ông còn thấy may vì họ đã sớm chia tay trong êm đẹp bởi nếu tiếp tục kéo dài cuộc hôn nhân có lẽ bây giờ cả ba người đều sẽ hận thù và không thể xem nhau như những người bạn được nữa ông cho biết mình rất mong hai người vợ đầu sẽ có chồng mới tuy nhiên họ đều là mẹ đơn thân nuôi con tôi từng mong khi chúng tôi chia tay nhau tôi sẽ có vợ các cô ấy sẽ có chồng rất buồn là tôi có vợ nhưng hai chị em họ đều không chịu lấy chồng và đó chính là điều khiến tôi quý trọng họ, chế linh trải lòng. Cuộc hôn nhân thứ ba của chế linh và Thúy Hằng kết thúc trong đau khổ. Sau hai lần thất bại trong hôn nhân, chế linh gặp và phải lòng Thúy Hằng, người đẹp quê gốc Nam Định. Thì ấy, Thúy Hằng chỉ mới 17 tuổi, ngay lập tức bị vẻ phong trần, từng trải của nam ca sĩ nổi tiếng cuốn hút, bị gia đình nhà gái phản đối vì lý lịch hôn nhân nhiều tai tiếng. Chế Linh phải dùng cách gạo đã nấu thành cơm để được cưới Thúy Hằng, hạnh phúc chưa được bao lâu Thúy Hằng uống thuốc tự tử khiến Sài Gòn chấn động. Em ra đi để anh còn mãi trong tim em và em cũng còn mãi trong tim anh. Dòng thư tuyệt mệnh của người vợ thứ ba để lại trước khi tự tử đã ám ảnh chế linh suốt những năm tháng sau này. Về sau, nam danh ca cho rằng chính sự khủng hoảng về căn bệnh duyễn mà mình mắc phải đã làm Thúy Hằng không còn tỉnh táo. Vì mỗi lần cô lên cơn, chế linh thường hủy tất cả sâu diễn để ở nhà chăm sóc vợ. Có lẽ cô sợ nếu chồng cứ bỏ bê công việc để chăm sóc mình thì sự nghiệp sẽ dở dang. Ba năm sau khi người vợ thứ ba qua đời, Chế Linh bắt đầu tình yêu mới với cô gái hàng xóm tên là Vương Nga. Dù chỉ mới 18 tuổi khi yêu Chế Linh nhưng Vương Nga đã giúp người đàn ông nhiều lần thất bại trong hôn nhân này trở nên điềm tĩnh hơn để tập trung cho ca hát. Cuối năm 1975, họ tổ chức đám cưới và sang Mỹ định cư không lâu sau đó. Dù đã qua thời xuân sắc, bà Vương Nga vẫn hút hồn người đối diện bằng vẻ đẹp nền nã, đằm thắm cùng gu ăn mặc tinh tế, sang trọng. Vương Nga chấp nhận đứng phía sau hào quang của ông xã chăm sóc cho chồng từng bữa ăn, giấc ngủ và chú tâm nuôi dạy các con, làm vợ nghệ sĩ nổi tiếng. Bà thấu hiểu những khó khăn của chồng và ý thức được rằng chồng không chỉ là của riêng mình mà còn là của công chúng. Do đó, người vợ thứ bốn của Chế Linh không buồn phiền vì sự khác biệt trong nghề nghiệp với ông. Hơn 40 năm gắn bó và có với nhau ba người con, Chế Linh khiến nhiều người bất ngờ vì sự bền chặt của cuộc hôn nhân thứ bốn sau nhiều lần đổ vỡ. Nói về người vợ hiện tại, ông dành cho bà nhiều lời khen cho biết các con riêng của mình đều rất quý mến vương nga nhiều năm qua trong những chuyến lưu diễn của chế linh luôn có hình ảnh âm thầm tận tụy của vương nga sau nhiều thập kỷ chung chăn gối vợ chồng chế linh vẫn bên nhau hạnh phúc nam danh ca hải ngoại hết mực cưng chiều vợ dù cả hai đều đã bước sang tuổi xế chiều ông tiết lộ vợ là tay hòm chìa khóa giúp chồng quản lý tài chính vun vén gia đình chế linh luôn biết ơn vương nga cho rằng cuộc đời ông hạnh phúc nhất là có được người vợ biết hy sinh và yêu mình bằng cả trái tim, trải qua nhiều thăng trầm trong tình yêu. Chế Linh cảm ơn những người phụ nữ đã đi qua cuộc đời mình, cho mình 14 đứa con. Đặc biệt, trong số các con của nam danh ca, một số người thừa kế đam mê âm nhạc từ bố như Chế Phi, Chế Kha, Chế Phong, đã từng xuất hiện trong các dấu diễn của ông. Chế Linh tiết lộ rằng Phương Nga rất cởi mở và không khắt khe với các con riêng của chồng. Cô ấy rất duyên, không có gì khó khăn. Chắc quý vị đã nghĩ bốn vợ thì có nhiều khó khăn lắm, nhưng thực sự tôi rất hạnh phúc. Nam danh ca tự hào cho biết, cuộc sống hạnh phúc và yên ấm bên người vợ thứ bốn nhiều năm qua dường như đã giúp chế linh có thêm năng lượng để hát nồng nàn, truyền cảm hơn. Dù đã lớn tuổi, chế linh vẫn rất đào hoa và có nhiều vệ tinh theo đuổi, xin làm người đến sau. Thế nhưng đến nay, chưa ai có thể chia rẽ được cuộc hôn nhân gần 50 năm của nam danh ca và người vợ thứ bốn vương Nga. Ông tâm sự rằng mình đã lớn tuổi, khi đi chẳng biết sẽ vấp ngã lúc nào còn bà xã ở nhà cũng chẳng làm gì vì các con lớn hết cả vì vậy hai vợ chồng đi đâu cũng có nhau chúng tôi vẫn lãng mạn như các cặp vợ chồng trẻ mỗi lần đến các dịp lễ ngày kỷ niệm cả hai cùng bàn bạc tổ chức thế nào đi chơi hay ở nhà thỉnh thoảng chúng tôi cùng mở một chai rượu vang hồi tưởng những ngày mới quen nhau vợ tôi không đam mê quả cáp nữ trang mỹ phẩm như đa số phụ nữ cô ấy chỉ cần chồng chu toàn với gia đình chế linh chia sẻ Chế Linh luôn hết mực cưng chiều vợ Ngược lại, Vương Nga là người hỗ trợ cho chồng Về mọi mặt, theo như Chế Linh chia sẻ Vương Nga hay đi theo để ủng hộ Chăm sóc chồng Bà tuyệt nhiên không hề có ý ghen tuông hay giám sát Như nhiều lời đồn đại Mỗi khi ông xã đứng hát trên sân khấu Bà Vương Nga thường ngồi ở dưới chăm chú nghe Chụp ảnh Bạn đời của Chế Linh cũng là người nhớ từng ca khúc Mà ông sáng tác Không chỉ giỏi việc nhà Vợ Nam danh ca còn là chi kỷ trong âm nhạc với chồng Hiện tại vợ chồng chế linh đang sống cùng nhau ở canada nam danh ca vẫn giữ thói quen luyện giọng mỗi ngày thỉnh thoảng về việt nam biểu diễn khi mình còn khán giả thì hàng ngày phải tập luyện dù có đi hát hay không vẫn tập bình thường ngày hai bữa giống như chuyện ăn cơm vậy mệt tôi cũng tập có khi vài chục phút có khi vài tiếng tập khó nhất là vào buổi sáng sau khi ngủ dậy uống cà phê phải tập rồi muốn đi đâu thì đi đó là thông lệ rồi ông chia sẻ trong những chương trình tại quê nhà Chế Linh vẫn luôn nhận được sự đón nhận nồng nhiệt của đông đảo khán giả. Khán giả không khỏi ngưỡng mộ sự gắn bó của cặp đôi Chế Linh, Vương Nga sau nhiều thập kỷ làm vợ chồng. Khi được hỏi về bí quyết duy trì phong độ khi liên tục chạy sâu ở Mỹ và Việt Nam, Chế Linh cho hai phần lớn là nhờ có vợ. Tôi vẫn rèn luyện sức khỏe thường xuyên, sáng sáng tôi tập hít thở chậm, đều để nở phổi, tôi cũng vận động nhẹ nhàng, không gắng sức. Ngoài ra, tôi ăn uống lành mạnh, điều độ, mỗi khi lưu diễn, đến những nơi đồ ăn khác khẩu vị vợ luôn chuẩn bị sẵn cơm nước cho tôi nhờ những trải nghiệm trong cuộc sống tôi cảm nhận giọng hát của mình ngày một dày hơn cách xử lý tốt không nhiều ca sĩ được khán giả đón nhận khi ở tuổi xế chiều đó là điều may mắn với tôi ông tâm sự bộc bạch về chuyện đời tư đặc biệt của mình chế linh nói cuộc đời nghệ sĩ mà người ta đồn đại tôi nhiều chuyện nhưng cũng có chuyện không thật đối với tôi tôi không thể giấu quý vị được trong đời tôi có bốn người vợ mười bốn đứa con bảy trai và bảy gái những người vợ đã qua rồi thì vẫn còn liên lạc bình thường, tôn trọng nhau như ngày nào. Các con tôi giờ vẫn thương mến tôi, vẫn tha thiết gần gũi tôi, niềm hạnh phúc đó khiến tôi rất mãn nguyện. Đến nay, chế linh vẫn giữ được hình ảnh quý ông phong độ dù đã gần 80 tuổi.